Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Cần Lắm Những Tấm Lòng do Hội Chữ Thập Đỏ Thanh Hóa phối hợp với Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, đôi mắt mù lòa, bước đi còn không vững, thế nhưng hàng ngày bà Lương Thị Hồng, thôn Quyết Thắng, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia vẫn phải lo lắng chăm sóc cho đứa con gái bệnh tật do bị ảnh hưởng của chất độc da cam. Bên căn nhà nhỏ cuối thôn Quyết Thắng, bà Hồng giọng trầm buồn cho chúng tôi biết về hoàn cảnh éo le của bà. Sinh ra trong một gia đình nông dân thuộc diện khó khăn của xã, bản thân bà Hồng lại bị mù bẩm sinh. Đến tuổi trưởng thành, sau khi sinh con, bà được gia đình cho một mảnh đất nhỏ rồi lập nên căn nhà tạm để ở. Hàng ngày bà Hồng để con ở nhà, đến các chợ, khu phố xin sự trợ giúp của mọi người để sống qua ngày. Thế nhưng mọi bất hạnh của bà Hồng chưa dừng lại khi con gái của bà ngày càng chậm chạp, sức khỏe yếu do thường xuyên bị bệnh. Qua điều trị cho thấy em bị di chứng của chất độc da cam. Do sức khỏe ngày một yếu, việc đi lại của bà Hồng ngày càng gặp nhiều khó khăn. Việc quên đường, vấp ngã hay những sự cố gắng đi lại xảy ra thường xuyên đối với bà. Những lúc như thế, chị Phương, con gái bà, làm người chỉ đường, còn bà lại dìu người con ốm đau, bệnh tật tiếp tục đi xin ăn. Anh uống cha, ai nấu cho anh cho, mà con cái mình nhiều lúc mẹ ốm nó mẹ chả dậy được. Đi thì bà có bữa đi ba có mặt rồi bà tưởng nó. Đi nhau nhà vô đế vô bà tưởng nó. Có bữa là rơi cả bát đi. Bữa thì để dắt con là con bố một con, mẹ bố một mẹ. Bố chả có ai đỡ lên rồi mình mãi rồi lốc ngóc bò với nhà nó. Hiện nay sức khỏe của chị Phương, con gái bà Hồng, ngày một yếu, nhà nghèo không có tiền đi điều trị. Cảnh mẹ già đau yếu, đôi mắt mù lòa, chăm con gái bệnh tật khiến ai cũng thương xót. Mong muốn lớn nhất của bà Hồng lúc này là có sức khỏe để ở bên cạnh chăm sóc người con gái bệnh tật vốn chịu nhiều thiệt thòi từ khi mới sinh ra. Mong muốn để con mà được đi chữa bệnh lại cho con đỡ đi, vì mẹ con nhờ nhau rồi sống ngày mới có mẹ có con. Thực hiện chương trình xóa nhà tranh tre rột nát cho các hộ nghèo, xã Nguyên Bình đã xây nhà tình thương cho hai mẹ con bà Hồng. Tuy nhiên, do nhà bà Hồng ở nơi vùng trũng, thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa to, nên hiện nay căn nhà đã xuống cấp, khiến cho việc sinh hoạt của hai mẹ con bà Hồng càng gặp nhiều khó khăn hơn. Thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình thuộc diện hộ nghèo khó khăn lại mắc bệnh hiểm nghèo, cấp ủy chính quyền cùng các tổ chức xã hội đã tới động viên thăm hỏi, chia sẻ với những bất hạnh mà gia đình không may gặp phải. Hội từ thiện huyện Tĩnh Gia, chúng tôi cũng có những cái đóng góp, những cái hoạt động đó là cũng đến nhà thăm hỏi, rồi động viên, cũng như là kêu gọi các chương trình, rồi những cái kêu gọi mọi người cũng có những cái đóng góp để làm sao để mà giúp đỡ cái cuộc sống của gia đình cô tốt hơn. Ban chấp hành hội chúng tôi thường xuyên quan tâm đến gia đình chị Hồng, là những cái gia đình mà như vậy là được giải quyết các cái chế độ, rồi là sửa chữa nhà cửa, rồi là chế độ của nhà nước đề ra. Người phụ nữ nghèo, đơn thân, mắt mù lòa cùng đứa con nhiễm chất độc da cam khó có thể vượt qua nghèo khó, bệnh tật nếu không có sự chung tay chia sẻ, giúp đỡ. Mong những tổ chức thiện nguyện, những tấm lòng hảo tâm trong cộng đồng xã hội sẽ tiếp tục đồng hành, lan tỏa, nối dài nhịp cầu nhân ái, giúp đỡ cho những số phận, mảnh đời bất hạnh. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thanh Hóa, số 263 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, điện thoại 0977270200 hoặc chuyển tiền ủng hộ về tài khoản 3500201026060, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thanh Hóa. Chuyên mục Cần Lắm Những Tấm Lòng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.